Hello, mình chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hello, hello. Nếu như mà nhiều người đã từng theo dõi những cái video của mình cũng như là có đăng ký kênh của mình thì cũng có thể biết được rằng là mình là đang là thực tập sinh, đang sinh sống ở bên Nhật ha. Khoảng thời gian gần đây á, thì mình cũng có hay xem tin tức, thì mình cũng có biết được rằng ở bên Việt Nam bây giờ thì nó đang rất là dịch bệnh, đang giãn cách trong thời gian dài. Có đọc tin tức thì mình có thấy được rằng là có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn và cũng có nhiều nghệ sĩ cũng như là nhiều mạnh thường quân đang cố gắng giúp đỡ những cái người đang trong cái hoàn cảnh khó khăn chống dịch. Có nhiều gia đình ông bà lớn tuổi không có con cái hay là đi bán vé số hay là đi ăn xin, hay là nói chung là nhiều gia đình thì hiện tại đang gặp rất là nhiều khó khăn ở bên Việt Nam. Đây là cái lần đầu tiên mà mình phát cái tâm thiện nguyện của mình để mình làm một cái việc gì đó nó có ý nghĩa một xíu. Thì trong khoảng thời gian 3 năm ở Nhật thì mình cũng có một cái nguyện vọng, đó là một lần được làm từ thiện để giúp đỡ cho những người có gia cảnh khó khăn hơn mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ vui cái ống heo này. Cái này không phải dàn dựng nha mọi người, cái này thì mình bỏ ống heo được gần 2 năm rồi. Thì mình không biết là trong này nó có bao nhiêu tiền, mình không biết là mình đã bỏ vào trong này khoảng tầm bao nhiêu rồi, nhưng mà dự định của mình thì mình sẽ làm từ thiện khoảng tầm 10 man để giúp đỡ cho những cô chú cũng như những cái hoàn cảnh khó khăn ở bên Việt Nam đang gặp khó khăn trong cái vấn đề mình không có đi làm được, hay là thiếu thốn lương thực thực phẩm. Thì mình cũng muốn góp một phần nào đó. Mình chỉ có thể là gửi tiền về để nhờ những người mà người ta có thể đi làm từ thiện trực tiếp. Mình cũng có liên hệ đến những người đó rồi. Ngày hôm nay mình làm cái video này thì một phần cũng muốn gửi đến mọi người những cái lời động viên. Thì dịch bệnh thì mình nghĩ thời gian nó cũng sẽ hết. Mọi người cố gắng tuân thủ, chấp hành theo những cái quy định, những cái chỉ thị của nhà nước để có thể là cùng nhau chống dịch. Thì của ít lòng nhiều, mình sẽ ủng hộ một chút tấm lòng của mình để cũng như là nó giống như cái lời động viên của mình để giúp cho những người cô bác anh chị bên Việt Nam có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi đất nước mình ha. Hiện tại thì bên này mình cũng đang bị dịch cho nên là mình cũng chưa có về được. Gia đình mình thì cũng không có hẳn là giàu có hay khá giả gì, nhưng mà mình nhìn thấy thì cũng còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cho nên thì mình quyết tâm cái số tiền này thì mình dự định là mình sẽ đi về Việt Nam. Cái mục đích ban đầu của mình để mình bỏ cái ống heo này đó là mình để đi về Việt Nam sau nhiều năm, để mình đi về mình đi làm lại cái hàm răng cho mình cho nó đẹp một xíu. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cái việc lấy cái số tiền này để mình giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn của mình thì mình thấy cái việc đó nó ý nghĩa hơn. Còn những cái vấn đề về nhan sắc của mình thì thời gian mình làm có tiền thì mình sẽ làm cái vấn đề đó sau. Thì thông qua cái video này thì một phần mình làm cái video này mình cũng muốn kêu gọi những cái anh chị ở bên nước ngoài, những cái bạn bè mà có thể là mình nhịn ăn một tô mì, hay là mình nhịn ăn một buổi ăn, hay là mình có thể ủng hộ một chút đỉnh gì đó gọi là của lòng nhiều, để có thể giúp đỡ được những gia cảnh khó khăn, những cái hoàn cảnh đang gặp khó khăn dịch bệnh ở bên Việt Nam ha. Thì bây giờ mọi người cùng mình phun cái ống heo này ha. Thì mình không biết là trong này nó có bao nhiêu tiền, và dự định của mình sẽ là ủng hộ 10 man cộng với hôm qua mình có kêu gọi thêm được một vài bạn nữa, nhưng mà mình cũng chưa biết là mấy bạn đó sẽ ủng hộ bao nhiêu. Mình cũng không có nói là mình ủng hộ bao nhiêu, thì tùy lòng quan tâm của mọi người. Thì sẽ có một vài bạn sẽ chuyển tiền cho mình trong ngày hôm nay, trong chiều nay thì mình sẽ gom, và ngày mai mình sẽ chuyển về Việt Nam. Nếu như mà trong này nó vẫn chưa đủ 10 man thì mình sẽ bù thêm vào, tại vì cái đó là cái nguyện vọng cũng như là cái dự định của mình. Ăn nói nó cũng không có được lưu loát cũng như không có được hay do lắm thì mọi người thông cảm ha. Với lại mình cũng không có cái đồ khui, mình sẽ dùng tạm cái con dao này mình khui nó
mình không biết bắt đầu từ đâu thì mình thôi mình cứ khui đại đi. Mình đón thì ở trong này nó cũng tầm khoảng được 5-6 man, 6-7 man này nha mọi người. Tại vì mình bỏ ống heo này cũng được hơn 1 năm rồi. Hy vọng rằng dịch bệnh nó sẽ sớm đi ra khỏi đất nước Việt Nam mình ha, để mọi người có thể quay lại cuộc sống như bình thường. Khui ra mà mình vừa rồi mình có đếm hết cái tổng số tiền mà mình đã tiết kiệm ở trong này nha mọi người. Thì ở trong này mình tưởng là mình nghĩ là mình bỏ cũng nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng thì ở trong này là 4 man nha mọi người. Chỉ có 4 man. 4 man 39 mấy á, gần 4 man, thiếu mấy trăm yên nữa là 4 man. Thì mình sẽ bỏ thêm vào cho đủ cái số tiền mà mình dự định sẽ quyên góp để ủng hộ cho những người, những hoàn cảnh đang gặp khó khăn ở bên Việt Nam. Thông qua cái video này thì mình cũng muốn gửi đến những hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng như là mấy cô chú anh chị gia đình của mình ở bên Việt Nam cố gắng tuân thủ cũng như là chấp hành theo những cái quy định của nhà nước để có thể sớm ngăn ngừa cũng như là xua đuổi được cái dịch bệnh nó ra khỏi đất nước Việt Nam của mình ha mọi người ha, để mọi người có thể quay về cái kinh tế nó có thể tốt hơn. Chúc mọi người luôn luôn là có thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì mình sẽ đi rút thêm tiền và mình sẽ bù qua thêm cái khoản tiền này, và mình sẽ đi qua bên kia mình nhờ một người anh của mình có tài khoản bên Việt Nam để anh có thể chuyển vào cái quỹ từ thiện mà mình đã liên lạc trước đó. Thì bây giờ mình cũng chưa biết là mình sẽ chuyển vào cái quỹ từ thiện nào, cho nên là khi mình qua tới đó thì mình sẽ thảo luận lại với cái anh đó một xíu nữa, rồi mình sẽ nhờ anh đó để chuyển số tiền này về cho mạnh thường quân ở bên Việt Nam, những người mà người ta trực tiếp đi làm từ thiện bên Việt Nam, để có thể mua những cái lương thực, thực phẩm hay là những nhu yếu phẩm như thế nào đó, để có thể giúp đỡ những cái gia đình, những cái hoàn cảnh khó khăn. Vũng Quang phải đi rút tiền sẵn rồi, mà cái tiền xu quá trời đi, giờ không biết làm sao nổi, không có đổi ra được nè. Anh có cách nào tiêu thụ giúp em? Đây đưa đâu? 1, 2, 3. Dạ, hỏi con chuyện này đó. 6, 7, 8, 9, 10. Đưa cái tiền này cho chẳng, cho anh Hồ cho chẳng. Chứ nhờ ảnh mà đưa tiền giấy nữa, tiền chẳng con chửi chết. Mời, mời rồi đúng không anh Hồ? Được, em được 10 rồi đúng không? Cái này 11 à. Rồi, đủ ha. 22.770.000 Việt Nam. Ừ, đúng rồi, số tài khoản. Rồi. Tên tài khoản gần đây cũng đúng rồi nè. Rồi. Tiếp tục. Rồi. Rồi, xác nhận. Trả thanh toán này của anh. Rồi. Tên tới Trần Thái Khương. Rồi. 22.700.000 Rồi. Tổng tiền 22.700.000 Có chi nhánh gì không? Không. Rồi. Anh chụp cái màn hình đó lại cho em. Ở trên luôn. Rồi. 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 Em sẽ hỏi anh thử cái là. Thì mình mới vừa đi sang nhờ anh Hồ chuyển tiền về cho cái quỹ từ thiện công khai của anh Khương ha. Thì bây giờ mình xin khép cái video ngày hôm nay lại tại đây. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe,
luôn luôn tích cực để có thể đương đầu với dịch bệnh ha. Sớm hy vọng rằng dịch bệnh sớm có ngày sẽ kết thúc ha. Xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người ở cái video kế tiếp ha. Bye bye. Bye bye. Nhớ mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ đăng ký kênh ha. Bye bye.